Thưa quý vị, vụ án tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng xã hội những ngày gần đây. 12 năm đằng đẵng đi khắp cả nước kêu oan cho con trai. Sau phiên giám đốc thẩm, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, tiếp tục gửi đơn cầu cứu, mong vụ án được làm rõ lại, đúng người, đúng tội. Trao đổi với phóng viên chào buổi tối, đại diện gia đình tử tù Hồ Duy Hải cho biết, sau phiên giám đốc thẩm, ngày hôm nay mùng 10 tháng 5, bà Nguyễn Thị Loan đã gửi đơn kêu cứu tới bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị xem xét lại toàn bộ các tình tiết trong vụ án. Trong đơn, bà Loan viết không thể quên được thời điểm cách đây 5 năm khi đoàn giám sát của Quốc hội do bà Nga làm trưởng đoàn đã gặp gia đình bà. Việc tòa án hai cấp kết tội Hồ Duy Hải là chưa đủ cơ sở vững chắc, có đầy đủ căn cứ để giám đốc thẩm. Bà Loan cũng cho rằng sau khi hội đồng thẩm phán công bố quyết định đã có nhiều dư luận trái chiều và gia đình bà hoàn toàn suy sụp. Do đó, bà Loan làm đơn gửi chủ nhiệm Ủy ban tư pháp để một lần nữa khẩn thiết đề nghị bà Lê Thị Nga có kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời bà Loan cũng đề nghị xem xét các tình tiết quan trọng của vụ án do luật sư Trần Hồng Phong đưa ra mà theo bà chưa được hội đồng thẩm phán xem xét một cách khách quan. Xung quanh quyết định này đã có nhiều đại biểu quốc hội lên tiếng bày tỏ băn khoăn về quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Đại biểu quốc hội tiến sĩ luật Lê Thanh Vân cho rằng quốc hội cần giám sát lập luận sai sót trong quá trình điều tra nhưng mà không ảnh hưởng đến bản chất vụ án Hồ Duy Hải của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Vâng, còn Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ, rất nhiều những cử tri gọi cho ông phản ánh và nghi ngờ về tính vô tư công tâm của Hội đồng Thẩm phán Tòa tối cao. Việc vi phạm tố tụng nghiêm trọng mà kết tội như vậy là khiên cưỡng. Vì vậy, ông Nhưỡng cũng đề nghị tranh án Tòa Nhân dân tối cao báo cáo Quốc hội để có thể xem xét cụ thể vụ việc này.